Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha kết thúc với tỷ số 3 đều đã làm cho người hâm mộ vô cùng mãn nhãn. Và cái tên được nhắc đến nhiều nhất chắc chắn là Cristiano Ronaldo. Sau trận đấu, chính huấn luyện viên của Tây Ban Nha cũng đã dành lời khen ngợi cho CR7. Đối đầu với một cầu thủ như Ronaldo thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi đã có cơ hội nâng tỷ số lên 4-2. Chúng tôi kiểm soát bóng tốt và tự tin. Nhưng trong một khoảnh khắc, Ronaldo đã phá hỏng mọi nỗ lực của chúng tôi. Tôi đã nói đi nói lại điều này nhiều lần rồi.